Tập 23. Cậu sao vậy? Cậu không sao chứ? Bảo bối, cậu làm sao vậy? Mình vừa xem ở trên mạng video vòng tay của Trình Giả. Trời ơi, Trình Giả này nhìn thì ngu ngu, quả nhiên làm việc cũng đần độn, thật là vô liêm sỉ. Vô sỉ, không có tự trọng, tức chết thì được. Chú ý thai nhi, chú ý thai nhi. Công ty của cậu sao rồi? Ngôn Mặc đã nghĩ ra một phương án cứu cháy. Tất cả mọi người đang chuẩn bị liều một lần. Người đàn ông của cậu thật là ngầu, chín chắn, điềm tĩnh, gặp nguy không quản, thề chết không phục, dũng mãnh ứng chiến, thừa thắng truy kích. Được rồi, đừng dùng thành ngữ linh tinh. Có chuyện này mình phải nói với cậu. Mình nói với Triệu Quang Triều rồi. Đứa con là của anh ấy. Anh ấy hiếm khi đáng tin một lần. Mình không sao. Mình không trách cậu. Người nên lo lắng là Triệu Quang Triều mới đúng. Tối hôm nay cậu ấy chắc chắn không thể ngủ ngon rồi. Xin lỗi. Không sao, mình không trách cậu. Bye bye. Đây là cô bé bỏ nhà đi của nhà nào thế? Nào nào, nếm thử sữa tôi mới pha chế. Sao vậy? Lần trước họp lớp em là người uống giỏi nhất mà. Em có thai rồi. Cha đứa bé biết chứ? Vừa mới biết. Trái cây vừa có lúc trưa, 5 loại trái cây chua chua ngọt ngọt. Đau. Bây giờ em cần bổ sung dinh dưỡng. Chắc không phải em không muốn cậu ta biết đấy chứ. Em vốn dĩ tính tự mình sinh nó ra. Em sợ, sợ cậu ấy không cần đứa bé này. Trước kia em cho rằng mình dám yêu, dám hận, cầm lên được, bỏ xuống được. Nhưng thực ra không phải. Khi thực sự yêu một người rồi, sẽ lo được, lo mất. Lão Cao, hỏi thầy một vấn đề. Nói đi, nếu như thầy là phụ nữ, thầy mang thai con của một người đàn ông không yêu thầy, thầy có sinh nó ra không? Đây quả là một vấn đề khó cấp vũ trụ. Tôi là phụ nữ. Tôi là phụ nữ sao? Vậy em hỏi lại. Vậy nếu như thầy là đàn ông, một người phụ nữ mà thầy không yêu, mang thai đứa con của thầy, thầy sẽ làm gì? Tôi không yêu cô ấy. Cô ấy còn mang thai con của tôi. Sao tôi không quản được bản thân mình như thế? Hơn nữa, cái gì mà nếu như tôi là đàn ông? Tôi chính là đàn ông đây. Trước kia khi chúng ta còn đi học, thầy rất thích đắp mặt nạ. Lúc tám chuyện còn hưng phấn hơn ai hết. Đa sầu đa cảm, thích khóc.
Hơn nữa bây giờ thầy vẫn còn cô đơn một mình. Con người ấy chính là sợ đưa ra lựa chọn, sợ bản thân chọn nhầm, sợ mình sẽ hối hận. Nhưng cuộc đời làm gì có đáp án chính xác chứ, để không giống như chọn đúng sai lúc thi. Cuối cùng giáo viên sẽ nói cho em đáp án tiêu chuẩn. Cuộc đời giống như trò chơi tìm bảo tàng qua ải. Muốn biết bảo tàng ở đâu, em bắt buộc phải nhấn bước tiếp theo. Bày ra trước mắt em chỉ có hai con đường. Em muốn biết con đường nào là đúng, em bắt buộc phải thuận theo tâm ý của mình, chọn một con đường tiếp tục đi. Lão Cao, đã nhiều năm như vậy trôi qua, nghe thầy nói chuyện em vẫn thấy buồn ngủ. Thời gian không sớm nữa, em đang là thai phụ, phải chú ý nghỉ ngơi, mau về nhà đi. Một người ăn, hai người cần, em cầm đi nhé. Được, được, được. Nào, cho em hết. Cảm ơn nhé lão Cao. Cảm ơn. Chú ý an toàn đấy. Học trò của mình đã làm mẹ luôn rồi. Vậy có phải mình được thăng cấp làm sư công rồi không? Sư gia. Em họ à, sao em lại đích thân đến vậy? Cậu họ sức khỏe thế nào? Sức tốt đúng không? Anh gần đây thực sự quá bận rồi, không có thời gian đi thăm cậu. Ba em rất là khỏe, vậy thiệt tốt. Nào nào, đừng chỉ ngồi không, uống trà đi. Giám đốc, dòng tay của chúng tôi định vị người dùng giống như trung tâm thương mại của các anh. Lần này tuyệt đối là một lần hợp tác hai bên đều có lợi. Để tôi xem thử. Đúng thật là không tệ. Nhưng bà xin lỗi, dự án này chúng tôi không thể nhận. Không phải, tại sao chứ? Anh biết đó, mỗi ngày đều có rất nhiều dự án đến bàn hợp tác với chúng tôi. Bản kế hoạch của bên anh nên trực tiếp giao cho phòng kế hoạch, để phòng kế hoạch tiến hành đánh giá, sau đó báo lên ban quản lý. Ban quản lý chúng tôi sau khi nhận được tiến hành thương thảo bàn luận. Quá trình này cũng phải 3 đến 5 tháng, không thể nào gấp rút như vậy. Anh biết đó, công ty lớn giống như chúng tôi làm chuyện gì cũng phải chú ý quy trình, quy tắc, không giống như các anh vừa mới thành lập, cái gì cũng không hiểu. Cho nên làm chuyện gì cũng không thể đều làm theo ý mình. Không phải, anh như vậy là ý gì? Nói trắng ra chính là xem thường chúng tôi. Xem thường chúng tôi thì anh nói sớm đi, ở đây làm phí thời gian làm gì? Đại Xuyên, em xem lúc nãy anh nói gì. Tôi nói anh biết, nếu không phải nể mặt em họ của tôi, thứ sát sữa này tôi sẽ xem sao. Anh nói thêm một câu nữa cho tôi. Phía Đại Xuyên, anh ra ngoài đợi tôi. Tôi nói là xem thứ sát sữa này của các anh thì sao nào. Anh nói thêm câu nữa. Phía Đại Xuyên, anh ra ngoài cho tôi. Có nghe anh ta nói gì không? Anh ra ngoài đi. Ra ngoài. Hung hãn. Em họ, anh không hiểu. Ba của em nhà lớn, công ty lớn, sao em lại nhắm trúng công ty rách nát này chứ? Tệ lắm. Thì em cũng đến chỗ Trình Giả, còn mạnh hơn chỗ anh ta. Trình Giả có từng đến tìm anh không? Anh cũng không giấu em, chuyện này không phải là anh không chịu giúp em. Trình Giả đại thiếu gia nhà em đã nói với anh từ sớm, không được cho công ty khoa học kỹ thuật Panda thuê mặt bằng. Anh cũng không dám đắc tội anh ấy. Bây giờ anh không đắc tội anh ấy, anh đã đắc tội em. Anh cũng là thân Bắc Do Kỷ. Em họ, sau này anh sẽ biết. So với Trình Giả, em còn thù dai hơn. Em họ à. Anh, đây là chuyện gì chứ? Lần trước không phải anh mua ở đây đó chứ? Đúng vậy, tôi là khách quen của ông chủ nơi này. Mỗi lần đến đều ăn ở đây. Đã lúc nào rồi anh còn có tâm trạng ăn? Không ăn, nếu không ăn thì tôi sẽ nổ mất. Cô cũng ăn đi. Phải rồi. Tôi có một đề nghị đây. Cô đi tìm ba của cô.
Phi Đại Xuyên, có phải là anh cảm thấy tôi chính là loại con nhà giàu, dù gì cũng nhờ ba không? Đúng vậy, không lấy ba ra để so thì cô lấy gì để so? So cái gì? Tôi có thể so học vấn, so kỹ năng, tôi còn được bên show sắc đẹp mời ông chủ cho một chai bia. Phi Đại Xuyên, tôi nói anh nghe, không như anh nghĩ đâu. Từ nhỏ tới lớn tôi làm chuyện gì cũng đều dựa vào bản thân mình. Tôi không tin có mấy trung tâm thương mại mà tôi không xử nổi. Chúng ta vẫn còn thời gian, nghĩ cách khác xem. Sao cậu lại đến đây? Lại quên ăn cơm rồi. Cái gì đây? Đây là gấu trúc đó. Cậu xem, đây là miệng, đây là tai, đây là mắt. Tôi nghe Đại Xuyên nói rồi, có phải địa điểm đang gặp vấn đề gì không? Quảng cáo trên mạng cũng không suôn sẻ lắm. Mấy tài khoản nổi tiếng trên Weibo đắt quá, chúng ta không đủ chi phí. Sao họ kiếm tiền dễ dàng thế nhỉ? Nhưng mà cậu cũng đừng sốt ruột. Mặc dù tôi không giúp được gì, nhưng mang cơm hộp thì vẫn có thể. Ngày mai cậu muốn ăn gì? Chào mọi người, tôi muốn cái hộp giữ nhiệt kia. Hay, giơ tay. Nào, rất nhiều món quà đang chờ mọi người. Hay. Ai bảo cậu không giúp được gì? Trịnh Giang Mỹ, chúng ta bỏ qua trung tâm thương mại cao cấp. Tư duy đừng hạn hẹp như vậy. Chỉ cần là những nơi nhiều người qua lại là được. Được. Ăn cơm. Lại đang làm muộn à? Mình vẫn chưa biết cậu làm công việc gì. Mình làm ở một công ty công nghệ, nhưng mà bây giờ mới đang trong giai đoạn lập nghiệp. Cậu thì sao? Mình làm thuê ở quán cà phê ở quận kinh doanh trung tâm. Quán cà phê ở quận kinh doanh trung tâm. Có phải đông người qua lại lắm không? Ừ, đông người lắm, toàn dân văn phòng. Cậu giúp mình một việc được không? Vivi, khách ngủ nhất có vào đây đi. Cô gặp vấn đề gì? Tôi đạo cái gì? Kiểm tra sức khỏe sinh sản. Cô đi nộp tiền trước, sau đó đến phòng siêu âm. Hay là cô đi xét nghiệm máu trước đi. Sao vậy? Xét nghiệm máu sẽ kết quả trước.
Không có thai. Cái gì? Tôi nói là cô không có thai. Sao lại như vậy? Tôi đã mất kinh 2 tháng rồi. Hay buồn ngủ, lúc nào cũng muốn nôn. Đã kiểm tra bằng que thử thai, rõ ràng là tôi có rồi mà. Những triệu chứng đó cũng có thể là do nguyên nhân nào đó khác. Chẳng hạn như bị áp lực lớn cũng sẽ xuất hiện triệu chứng kiểu này. Que thử thai thì cũng có lúc nhầm lẫn. Cứ dùng kết quả xét nghiệm máu làm tiêu chuẩn. Cô gái, đừng buồn. Cô còn trẻ, sau này vẫn có con thôi. Hách Ngũ Nhất à, xin đứa bé ra đi. Anh chịu trách nhiệm. Kiều Nhất nó hết cho anh rồi. Anh xin lỗi. Muộn như vậy mới tới tìm em. Chuyện này đối với anh quá đột ngột. Anh cần chút thời gian bình tĩnh lại. Nhưng mà em yên tâm, anh nghĩ thông suốt rồi. Anh nghĩ thông suốt chuyện gì? Hách Ngũ Nhất, mình kết hôn đi. Nếu không kết hôn thì không thể sinh đứa bé ra được. Chúng ta có thể cùng nuôi nó trưởng thành. Anh sẽ dốc hết trách nhiệm của một người làm cha. Nếu sau này em gặp được người mình thích thì nói cho anh biết, chúng ta có thể ly hôn bất cứ lúc nào. Con do ai nuôi, đến lúc đó chúng ta thương lượng. Không phải. Quang Triều, Thực ra tôi không hề. Chuyện này anh không bắt em phải đối mặt một mình đâu. Có anh đây rồi. Thảm rải phẳng một chút. Được chưa? Được rồi. Quay triển lãm xích qua một chút. Thế nào rồi? Được lắm, khá thuận lợi. Có gì cần mình giúp, cậu cứ nói nha. Cảm ơn. Cảm ơn gì? Mình về nhà trước đây, cậu cùng đi không? Vẫn còn chút việc, vậy mình đi trước nha, bye bye. Mau nghe máy đi. Xin cậu đừng gọi nữa. Xin đừng gọi nữa. Đừng gọi nữa. Cục cưng cuối cùng cũng chịu nghe máy rồi. Sao vậy? Hôm nay mình bận rộn suốt nên không xem điện thoại. Kiều Nhất, cậu nghe mình nói hôm nay mình đến bệnh viện rồi. Kiểm tra sức khỏe rồi. Đúng. Mình đi siêu âm. Kết quả sao vậy? Đứa bé không sao chứ? Không có đứa bé. Bác sĩ bảo mình không có thai. Cái gì? Quay thử thai bị nhầm. Không, sao có thể nhầm được? Mình cũng rất kinh ngạc. Mình chưa có thai bao giờ, làm sao biết quay thử thai mà cũng nhầm được? Vậy mình không sao. Không sao, chúng ta cứ coi như là may mắn. Hết dí một phen. Tốn cái con khỉ Triệu Quang Triều cầu hôn mình rồi. Thật không vậy?
cậu ấy nói biết đứa bé là con của cậu ấy, muốn cùng mình nuôi lớn nó. Cậu ấy nói nghiêm túc quá, mình còn không dám nói cho cậu ấy biết là không có con. Làm sao bây giờ? Như vậy nhá, cậu về Bắc Kinh trước, về Bắc Kinh rồi chúng ta nói chuyện được không? Được được được. Con phải về Bắc Kinh sao? Khuya lắm rồi, để mai hẳn đi. Con đang vội. Vậy con đợi một chút, mẹ thay bộ đồ, mẹ đưa con đến sân bay. Không cần con gọi xe rồi. Hát Ngũ Nhất, tại sao em không nghe máy? Em định đi đâu? Em về Bắc Kinh. Cái tên Trịnh Giả đó vô liêm sĩ quá, dám đạo nhái vòng tay của đám Kiều Nhất. Em đi cũng có thể làm gì? Em kêu gọi fan của em ngăn chặn hắn. Gần đây em mất fan nặng nề, mấy fan thăm một tiểu học đó của em đánh nhau không đủ nhân số. Đánh một mình hắn chắc cũng đủ chứ. Em đang là thai phụ, đừng có bạo lực như vậy được không? Em về Bắc Kinh cũng phải nói với anh một tiếng chứ. Không thể lần nào cũng là anh chạy theo em được. Em đi chuyến bay mấy giờ? 11 giờ. Vẫn kịp, để anh về lấy hành lý. Anh cũng đi với em. Đừng. Anh về nhà với ba mẹ anh đi. Hát Ngũ Nhất, anh biết em không quen, anh cũng vậy. Nhưng bây giờ chúng ta phải dành thời gian tiếp xúc với nhau. Dù sao sau này em cũng là mẹ đứa bé, anh là ba của đứa bé. Quang Triều, gần đây em có mơ giấc mơ kỳ lạ không? Không có. Mấy hôm trước anh mơ một giấc mơ lạ lắm. Anh mơ thấy anh thức dậy trên một bãi biển, ánh nắng chiếu lên mặt biển, từ xa có một con cá kình khổng lồ bơi tới, càng lúc càng gần, càng lúc càng gần. Nhưng anh thấy dường như anh quen nó, anh không sợ chút nào hết. Em nghĩ liệu có phải giấc mơ về con cái không? Quang Triều, anh thích trẻ con lắm sao? Không thích, vừa ồn vừa quấy, vừa tốn kém nhiều, phải không? Em cũng rất là không thích. Nhưng mà ba chắc chắn rất thích con, vì con khác những người khác. Con là con của ba. Chào giám đốc Nguồn. Chào Feynman. Chào. Chỗ này ai tìm vậy? Tôi tìm đấy. Chẳng phải bảo là tìm một chỗ đông người sao? Chúng ta chờ suốt cả sáng rồi, sao không có ai vậy? Bây giờ không có người thôi. Xung quanh đây toàn văn phòng cao cấp. Ngoài văn phòng ra còn có siêu thị, nên giờ đi làm tan tầm sẽ có rất nhiều người qua lại. Đúng, đây là khu văn hóa lập nghiệp, nhưng văn phòng ở đây hoàn toàn khớp với khách hàng mục tiêu của chúng ta. Chỉ cần nhất tìm được chỗ này là địa điểm tốt nhất trong phạm vi năng lực trước mắt chúng ta rồi. Địa điểm thì khá, nhưng cậu đã nghĩ làm thế nào thu hút bọn họ chưa? Họ nhìn thấy quầy triển lãm sẽ tự động đến thôi. Nhưng dân văn phòng là đối tượng bận rộn nhất thành phố. Tại sao họ phải dừng chân? Món hời miễn phí tại sao không cần? Xin chào, xin phiền một chút. Khác quá. Buổi sáng một ly nước muối, thêm một thìa mật ong, giải độc đẹp da. Ăn xong thì vận động một chút, dùng máy chăm da AF kích hoạt tế bào làm tăng lượng collagen, săn chắc cơ mặt sẽ ngày càng đẹp.
Bữa sáng không biết em ăn món kiểu Trung hay là kiểu Tây. Kiểu Tây thì ở đây, kiểu Trung ở bên ngoài. Sao anh vào được? Mật mã quá dễ đoán. Sinh nhật em gái anh. Anh ra ngoài đi. Em ít nhiều ăn một chút đi. Đây là do anh tự tay làm. Bây giờ là lúc em cần dinh dưỡng nhiều nhất. Ăn xong, đến bệnh viện của anh khám thai đi. Anh giúp em lập hồ sơ. Hôm nay không được. Em đã hẹn với biên tập rồi. Em đang đợi điện thoại của người ta. Mật mã không lẽ cũng là sinh nhật em gái anh? Không lẽ thẻ ngân hàng cũng vậy? Anh muốn làm gì? Anh lưu thời gian khám thai của em vào trong điện thoại. Còn những gì cần chú ý trong thời gian mang thai nữa. Mỗi lần khám thai, anh đều đi với em. Anh tuyệt đối không phải hạng đàn ông để bà xã ôm cái bụng lớn một mình đến bệnh viện đâu. Đừng căng thẳng. Đi thôi, mau lên. Sao vậy? Sao sắc mặt em khó coi vậy? Bụng em đau. Đau bụng. Em đi vệ sinh đây. Alo, sao em đi lâu vậy? Có phải đi nặng không? Không có, không có. Em mới nhận được điện thoại của biên tập. Phải đến nhà xuất bản một chuyến. Gấp vậy sao? Giờ đưa em đi. Không cần, không cần. Em đã ở trong xe rồi. Bye bye. Người đâu? Chào bạn, chúng tôi tặng miễn phí vòng tay thông minh. Có hứng thú không? Miễn phí sao? Phải, chỉ cần bạn điền tờ đơn của chúng tôi, sau đó tiếp nhận phản hồi sản phẩm sau 30 ngày là được. Vậy à, phiền phức quá. Thôi bỏ đi. Đi thôi. 30 ngày. Sao quay về rồi? Bị đuổi ra đấy. Người trong trường báo cáo. Vào trong trường, phải liên hệ trước với đoàn trường và hội học sinh. Nếu không, ai cũng không cho phép cô vào đâu. Thời gian gấp như vậy chúng ta liên lạc được với ai chứ? Tôi đã tìm kiếm khắp mạng. Chỉ cần vlogger có lượng fan 200.000 trở lên tôi đều liên lạc rồi. Hình tượng của sản phẩm chúng ta tốt. Họ rất vui vẻ giúp chúng ta tuyên truyền. Vòng tay tôi đã gửi đi rồi. Vlogger ở Bắc Kinh tôi đều tự mình đi gửi. Dứt giả cho anh rồi. Vậy mọi người thì sao? Đến bây giờ chúng tôi tổng cộng đã tặng 8 cái. Tất cả có 7 người là muốn xin WeChat của tôi. Cậu đã sắp xếp một lần rồi. Kiều Nhất, sao sớm Quan Triền được Nhi kéo mà đến bệnh viện lập hồ sơ? Cậu có đi không? Mình đâu dám đi, tìm đại cớ chuồng rồi. Bây giờ đang đi vào nhà sách. Đối nay cậu có bận không? Không bận, mình sắp rảnh chết đây. Vậy tối nay mình đến nhà tìm cậu. Được, bye bye. Quyển cuối cùng rồi. Rất thích sao? Cho cô vậy. Tôi có bản gốc. Tôi chỉ muốn sưu tầm nhiều phiên bản hơn thôi. Cảm ơn nhé.
Frank. Frank. Được. Hôm nay cứ như vậy đi. Mọi người đều vất vả rồi. Tôi mời mọi người một bữa. Mọi người đều hơi mệt rồi. Tôi nói này, Dương Quy đâu? Cả ngày hôm nay đều không thấy anh ta. Cậu ta đang nâng cấp hệ thống, là giúp tôi liên lạc với blogger nổi tiếng. Bây giờ vẫn còn bôn ba khắp nơi đó. Thật không vậy? Cậu ta liều vậy sao? Sao tôi cảm thấy hai hôm nay cậu ta kỳ lạ lắm. Vậy hôm nay chúng ta giải tán đi nhé. Mọi người đều vất vả rồi. Vậy cũng được, giải tán đi. Để kết thúc rồi tôi mời mọi người ăn bữa no nê. Vậy chúng tôi đi trước nhé. Bye bye. Vậy tôi cũng đi nhé. Bye bye. Đi nhá. Bye bye. Cậu không về sao? Tôi sắp xếp lại đơn của khách hàng đã. Ngày mai tính đi làm phản hồi. Phản hồi không cần gấp, tôi có sắp xếp khác. Chứ tôi vẫn muốn cố gắng làm phản hồi trong thời gian làm việc. Như vậy có thể tiếp xúc với các đồng nghiệp khác của họ. Như thường thì tòa nhà văn phòng trong thời gian làm việc cũng không cho nhân viên bên ngoài vào. Vẫn phải nghĩ cách khác. Nhưng chỉ tặng được 15 cái như hôm nay chắc chắn không được. Chúng ta còn thời gian 7 ngày, đợi xem đã. Tôi lo là không cần lo. Được rồi. Có rồi. Mình kết hôn thật với Triệu Quang Triệu. Sau đó nói với anh ấy ngã một phát mất đứa con. Chắc chắn không được. Sao có thể dùng một lời nói dối để lắp một lời nói dối khác? Đều tại mình. Ban đầu không nên nhiều lời nói với anh ấy. Đâu thể trách cậu được. Chuyện này chắc chắn là tại mình. Ngay cả bản thân có thai hay không mình cũng không biết. Thật ra mình khi đó biết bản thân có thai, mình vui lắm. Mẹ mình sắp di dân, Triệu Quang Triều lại không thể nhờ cậy. Cậu rồi sẽ có một ngày phải kết hôn. Cuối cùng chỉ còn là một mình thôi. Nhưng ông trời đã cho mình một đứa trẻ, tốt biết bao. Vậy thì sau này có thể ở bên mình. Nhưng bây giờ nó lại không còn rồi. Cậu nói mà. Cậu có ai đến sớm vậy nữa? Cậu không ở đó trông chừng, chạy đến đây làm gì? Sao tới đâu cậu cũng nhặt được mèo hết vậy? Ở đâu cũng có hết, chỉ là cháu không để ý thôi. Cháu nói xem con người cũng thật kỳ lạ. Rõ ràng là đồ tốt, tặng không cho họ, họ lại cảm thấy có vấn đề. Chờ 3 ngày. Đợi đến khi trên bài được review tốt thì mọi người sẽ ổn. Đã qua một ngày rồi. Hôm nay chắc chắn tốt hơn hôm qua. Cậu tin cháu? Thích đến vậy à? Sao không nuôi một con? Cậu rất thích. Cảm giác bảo vệ phải yếu. Cậu nhớ khi còn nhỏ, cậu đi học ở Bắc Kinh, suốt ngày bị người ta ức hiếp, cũng chẳng ai giúp. Không đúng. Từng có một người giúp cậu. Cậu nhớ khi đó mình bị đánh, cô ấy đột nhiên xuất hiện, giống như thiên sứ vậy. Cậu nhớ khi đó cả bầu trời đều biến thành màu hồng. Đến giờ cậu vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Trên hộp thuốc của cô ấy có dán hình Batman. Cháu nói xem cũng lạ thật. Một cô gái sao lại thích Batman chứ? Cháu nói xem đúng không? Mặt
cho cô ấy xem đi. Đây là sách giới thiệu sản phẩm của chúng tôi, xin mời xem. Vì vậy chúng tôi chỉ cần điền thông tin, cũng không cần thêm phí nào khác là có thể tặng cho quý khách. Hai hôm trước tôi thấy quà tính có sao mắt vòng tay tương tự rất giống cái này. Cái của các cô chắc không phải hàng nhái đấy chứ. Cậu đi làm việc đi, ở đây giao cho tôi. Tuy rằng ngoại hình giống nhau, nhưng chất liệu và hệ thống hoàn toàn khác biệt. Sau khi thử nghiệm chuyên nghiệp, cô sẽ biết ngay thôi. Công dụng bên trong cô có thể tìm hiểu xem. Được rồi, ăn đi. Hamburger sẽ béo đấy. Cô không sợ béo sao? Tôi ăn hoài không béo. Ăn cơm trước đi. Sắp xong rồi. Ăn xong rồi làm. Xong rồi. Báo cáo với mọi người, cho đến ngày hôm nay, vào giây phút này, trên mạng và ngoài đời, tổng cộng đã tặng 584 cái cho khách hàng. Đáng tiếc đều là tặng. Nếu là bán thì tốt biết mấy. Tôi mới lên xem, cơ sở dữ liệu của web bán hàng lượng đặt trước đang tăng ổn định, chứng tỏ việc tuyên truyền của chúng ta có hiệu quả. Thấy chưa, tôi đã nói mà, chúng ta còn có thời gian, nhất định sẽ đánh bại trình giả. Nào cả ly. Đây là nước ngọt mà. Trình Do Bỉ không hạ bệ tôi, cô không vui sao? Nào, mọi người cạn ly đi. Cạn ly. Mọi người, mau ra ngoài xem đi. Chuyện gì vậy? Ba đã đang yên lành, mấy người này đột nhiên xông lên bao dây quầy triển lãm, ra đến gây sự. Tên mặc áo lông thú. Phí Đại Sư đang đi đâu vậy? Trời nóng như vậy còn mặc áo lông, không thấy nóng sao? Bị điên à? Tôi bị điên đâu phải ngày 1, ngày 2. Ngày đầu tiên anh quen tôi sao? Dám đến thật à? Tôi để anh là tên đần, sao tôi không dám đến chứ? Trước giờ tôi làm việc quang minh lỗi lạc, ngược lại là anh củ cải trắng ngồi máy bay định giả làm táo nhập khẩu. Người nơi có người thì có giang hồ. Anh biết giang hồ là gì không? Giang, im đi, đừng niệm kinh. Tôi nhìn anh lâu lắm rồi, trình giả. Hôm nay nợ cũ nợ mới, chúng ta tính hết luôn đi. Đừng có ra tay. Hôm nay tôi không đánh chết anh. Tôi không mang họ Trình. Nào, quy tắc cũ. Nào, nào, nào. 15-20. 15. Thế nào? Ban đầu anh từ chỗ tôi đi, anh nên biết rõ một điều, anh không đấu lại tôi. Tôi xin anh sau này quang minh, chính đại một chút. Làm những việc xấu dễ hại chính mình lắm. Tôi, nào. Nào. Có thể nghĩ tới chiêu độc như tặng không, tôi không cần xuất hiện. Mấy người thật sự đã chết rồi. Vậy sao? Vậy anh dụ gì chứ? Vì trong lòng anh biết rõ từ đầu tới cuối anh là thứ đạo nhái. Tôi đạo nhái sao? Tôi... Nào! Tóm lại tôi đã kiếm đủ tiền.
Thằng đần ngu mặt mới kiếm tiền không? Gọi một tiếng ba ơi đi. Ông đây nói cho anh biết cái gì là một vốn bốn lời. Tôi nói này, đá trái bóng mà cũng gian lận được, anh còn làm được gì? Tôi ức hiếp anh đấy, làm sao? Đi chết đi. Cứu giá đi. Cứu giá. Kéo ra. Đánh đi. Đánh đi. Dám đánh tôi sao? Cũng không xem thử đội hình tôi thế nào. Đánh. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa.